Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hành trình tìm kiếm 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh tại tiểu khu 67. Ngày 15 tháng 10, tại khu vực tiểu khu 67 bị sạt lở, lực lượng cứu hộ tìm thấy toàn bộ 13 cán bộ chiến sĩ bị mất tích khi làm nhiệm vụ cứu hộ. Tóm tắt diễn biến vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng Ba và công tác cứu hộ từ ngày 12 tháng 10 đến nay. Ngày 12 tháng 10, sạt lở xảy ra tại nhà máy thủy điện Rào Trăng Ba đặt tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn cứu hộ được cử vào đây chỉ sau 2 tiếng sau khi nhận được thông báo. Vào rạng sáng ngày 13 tháng 10, khu vực đoàn cứu hộ dừng chân nghỉ ở tiểu khu 67, trạm kiểm lâm sông Bồ đã bị sạt lở khiến cho 13 cán bộ chiến sĩ mất liên lạc. Đường đến các khu vực này bị chia cắt. Những ngày qua, 3 phương án tiếp cận hiện trường đã được thực hiện. Hướng đường bộ tiến theo đường 71, hướng đường thủy dùng sông và ca lô qua lòng hồ thủy điện Hương Điền. Trực thăng. Sáng ngày 14 tháng 10, trực thăng đã được điều đến thủy điện Rào Trăng Ba để tiếp tế lương thực, thuốc men. Hiện việc mở đường vẫn đang được triển khai, tiến gần hơn vào khu vực này. Và trưa ngày 14 tháng 10 đã tiếp cận được vị trí khu vực 13 cán bộ chiến sĩ đoàn công tác mất tích tại tiểu khu 67. Chiều 14 tháng 10, tại thủy điện Rào Trăng 4, lời nhiều công nhân di chuyển từ Rào Trăng 3 sang chờ cứu viện, đã đưa được 19 người, trong đó có 1 người đã tử vong về bệnh viện. Ngày 15 tháng 10, lực lượng cứu hộ tìm thấy toàn bộ 13 cán bộ chiến sĩ bị mất tích. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.